Bác sĩ cảnh báo, 3 sai lầm khi ăn rau diếp cá vô tình giết hại tim gan, giúp ung thư có ngày chết đột tử. Rất vui khi được gặp lại bà con cô bác trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Cô bác thân mến, rau diếp cá vốn được xem là loại rau quen thuộc trong bữa cơm của mọi gia đình Việt Nam, thường sử dụng để ăn sống hoặc ăn kèm với các loại rau gia vị. Không chỉ vậy thì trong nhiều bài thuốc đông y, rau diếp cá còn được xem là một dược liệu rất tốt với nhiều công dụng kháng khuẩn, tiêu diệt ký sinh trùng, tăng cường hệ thống miễn dịch và cũng được coi là thần dược cho những người mắc bệnh trĩ. Tuy nhiên vì loại rau này có tính hàn, vị đắng, cho nên nếu ăn nhiều có thể sẽ gây hại cho sức khỏe. Mới đây thì các bác sĩ cũng đưa ra cảnh báo về các tác hại của loại rau này như là gây hoa mắt, chóng mặt, ảnh hưởng đến chức năng thận, thậm chí là gây tử vong. Vậy cụ thể thì thực hư tác dụng và tác hại của loại rau này như thế nào? Mời cô bác cùng chú ý theo dõi! Đầu tiên cho tôi hỏi là cô bác có thường xuyên sử dụng rau diếp cá không ạ? Và nếu có sử dụng thì cô bác sẽ ăn sống, ép nước hay nấu trà uống ạ? Nếu cô bác có thói quen ăn sống hoặc uống nước ép rau diếp cá thì cần hết sức lưu ý nhé! Lý do là vì loại rau này thường được trồng ở những nơi nhiều nước là môi trường vi khuẩn và giun sán cư ngụ. Do vậy khi ăn mà không đảm bảo vệ sinh có thể bị đau bụng, tiêu chảy và ngộ độc. Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết mới tiếp nhận bệnh nhân 38 tuổi trú tại thành phố Cao Bằng được chẩn đoán nhiễm độc thức ăn do vi trùng chưa phân loại, nghi do bệnh nhân uống nước ép rau diếp cá kèm dứa. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn nhiều kèm theo hoa mắt, chóng mặt. Bệnh nhân đã được xử trí kịp thời, không gây ảnh hưởng đến tính mạng. Sau xử lý, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Các nhà khoa học đã chỉ ra những lợi ích của rau diếp cá đối với sức khỏe như thanh lọc giải độc cho cơ thể, làm mát gan, chữa nóng trong, nổi mề đay, trị mụn nhọt, làm đẹp da, sáng da, bổ sung chất xơ và các dưỡng chất thiết yếu khác. Tuy vậy, không phải ai cũng phù hợp, nhất là trong quá trình chế biến phải hết sức thận trọng để không gây ngộ độc. Nên sử dụng ngay sau khi pha, không để quá 2 giờ, tránh nước bị lắng và biến đổi chất. Cũng như rất nhiều loại thực phẩm hoa quả khác, để đạt được hiệu quả tốt cần sử dụng đúng cách như chọn rau diếp cá tươi, rửa sạch và ngâm nước muối trước khi dùng, tránh nhiễm bẩn, nhiễm ký sinh trùng vì diếp cá thường mọc ở những nơi ẩm thấp, bùn lầy, bờ khe, rãnh. Do đó để đảm bảo an toàn, mọi người nên chú ý khi uống các loại nước tự pha chế. Nếu có dấu hiệu ngộ độc, cần đến cơ sở y tế ngay. Bên cạnh đó, cũng cần cẩn trọng trong khâu mua và rửa rau thật kỹ lưỡng trước khi ăn để tránh tạp chất, bụi bẩn. Phân thuốc còn đọng lại trên lá, ăn vào sẽ bị ngộ độc. Thứ hai, rau diếp cá có tính hàn nên cô bác ăn với lượng vừa phải để tránh bị lạnh bụng, tiêu chảy. Theo đó, có thể thấy việc ăn rau diếp cá một cách hợp lý hoàn toàn tốt đối với sức khỏe và đồng thời còn có thể giúp cải thiện nhiều vấn đề sức khỏe xấu. Và đến nay, vẫn chưa có một bất cứ một than phiền hay một nghiên cứu nói về tác hại của loại rau này. Vì thực tế, dưỡng chất của rau diếp cá đều lành tính và không hề có độc. Tuy nhiên, rau diếp cá có tính hàn, vị hơi tanh và đắng. Dùng trong bữa ăn hàng ngày, nên kết hợp sử dụng ăn kèm với các loại rau khác để tránh gây ngán và khó ăn. Nhất là vào mùa đông hay vào gần tối khi trời chuyển lạnh, cũng không nên ăn hay uống quá nhiều rau diếp cá, sẽ dễ bị đầy hơi, khó tiêu, tiêu chảy. Với việc người dùng muốn dùng rau diếp cá để bồi bổ cơ thể hay chữa bệnh thì cũng không nên quá lạm dụng, có thể sử dụng mỗi ngày nhưng cần ở mức vừa phải. Nên cần tham khảo ý kiến của các thầy thuốc hay bác sĩ để sử dụng các bài thuốc từ rau diếp cá phù hợp nhất, tránh các tác dụng phụ không mong muốn. Tuyệt đối không lạm dụng uống nước ép rau diếp cá mỗi ngày thay nước lọc. Hãy sử dụng rau diếp cá với mỗi liều lượng phù hợp từ 10 đến 12 g lá diếp cá khô hoặc đun trà, hoặc là từ 20 đến 40 g diếp cá tươi ăn sống ép nước. Nếu dùng lá diếp cá để trị bệnh, cô bác nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc thầy thuốc để biết chính xác liều lượng trước khi sử dụng. Vì nếu xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, khó chịu, buồn nôn, đau đầu thì có thể do cơ địa không kịp thời thích ứng. Đây cũng là lý do khiến cho rất nhiều người suy nghĩ rau diếp cá có hại. Ngoài ra, đối với phụ nữ mang thai 3 tháng đầu cũng không nên sử dụng rau diếp cá vì có thể ảnh hưởng đến thai nhi, gây co thắt tử cung, dẫn đến sinh non hoặc thậm chí có thể gây sảy thai. Nhìn chung thì rau diếp cá là thảo dược lành tính, nhưng nếu dùng liên tục trong nhiều ngày hoặc dùng với lượng quá lớn trong thời gian ngắn cũng sẽ dẫn đến những tác hại sau.
Thứ nhất là ảnh hưởng đến chức năng của thận. Theo đông y, rau diếp cá có tính hàn và chủ yếu được sử dụng làm thuốc lợi tiểu. Ăn quá nhiều loại rau này khiến thận phải chịu nhiều áp lực do quá trình bài tiết diễn ra mạnh mẽ. Biểu hiện là đi tiểu nhiều lần trong ngày, nếu kéo dài sẽ khiến nhu mô thận sưng phồng và suy giảm chức năng thận. Vì vậy, cần sử dụng diếp cá với lượng vừa đủ và tần suất hợp lý. Nếu dùng rau diếp cá để trị chứng tiểu rắt thì nên tạm ngưng khi bệnh đã được chữa khỏi. Thứ hai là gây ra hiện tượng đau mắt chóng mặt. Hoa mắt chóng mặt là một trong những tác hại thường gặp của rau diếp cá nếu dùng sai cách. Nếu cơ thể người tiếp nhận một lượng lớn khoáng chất từ rau diếp cá, sẽ khiến quá trình đào thải nước cùng các chất điện giải diễn ra nhanh chóng, từ đó có thể tích nước trong cơ thể sụt giảm và gây hạ huyết áp. Nếu quá trình này diễn ra nhanh, đột ngột và vượt quá ngưỡng an toàn, chúng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Thứ ba, gây lạnh bụng, tiêu chảy, rối loạn hệ tiêu hóa. Diếp cá nổi tiếng với công dụng cải thiện tiêu hóa, trị táo bón và trị bệnh trĩ. Tuy nhiên, tác hại của rau diếp cá có thể gây ra nhiều vấn đề nguy hiểm với một số người. Những người có thể trạng hàn, mắc chứng chân tay lạnh, tiêu chảy, bị lạnh bụng thường xuyên không nên dùng rau diếp cá bởi rất dễ làm hư tổn đến dương khí. Giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng từ thực phẩm cũng là một tác dụng phụ của rau diếp cá. Sử dụng rau diếp cá với một lượng vừa đủ sẽ cải thiện nhiều vấn đề về sức khỏe, nhưng không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Vì thế không ngạc nhiên khi nhiều người bị thiếu hụt các chất dinh dưỡng thiết yếu do chỉ ăn rau diếp cá mà bỏ quên các loại rau xanh khác. Đây là tác hại của rau diếp cá, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe nói chung nếu cô bác sử dụng sai cách. Như đã nói, tác hại của rau diếp cá là rất nguy hiểm nếu sử dụng chúng sai cách. Theo các chuyên gia, cách sử dụng đúng là mỗi ngày chỉ nên dùng khoảng 6-10g diếp cá khô và từ 20-40g diếp cá tươi. Diếp cá sau khi thu hoạch có thể chế biến thành nhiều dạng, bao gồm diếp cá phơi khô, dạng viên uống, bột diếp cá, nước ép diếp cá. Tùy thuộc vào mục đích như hạ sốt, trị mụn, chữa bệnh trĩ mà chúng ta có thể sử dụng rau diếp cá dưới những hình thức như sau. Rau diếp cá tươi, rau được giã hoặc xay nhuyễn, sau đó lọc lấy bã. Phần nước cô bác có thể uống trực tiếp, còn phần bã tận dụng để đắp lên vùng cần điều trị. Rau diếp cá tươi giữ được tối đa chất dinh dưỡng và cách thực hiện cũng rất đơn giản. Bên cạnh đó, cần lưu ý không uống nước rau diếp cá để qua đêm vì sẽ bị đau bụng. Rau diếp cá khô. Với những gia đình không có vườn trồng rau hoặc khó tìm mua diếp cá tươi thì có thể sử dụng diếp cá sấy khô. Cách thực hiện rất đơn giản, chỉ cần rửa sạch bụi bẩn, sau đó đun sôi và uống hàng ngày để đạt được kết quả tốt nhất. Bột rau diếp cá. Rau diếp cá phơi khô, sau đó nghiền thành bột mịn, có thể bảo quản được lâu mà không mất đi hàm lượng dinh dưỡng. Bột rau diếp cá rất tiện lợi. Cô bác chỉ cần hòa cùng một ly nước ấm để uống mỗi ngày hoặc tận dụng làm mặt nạ trị mụn dưỡng da. Rau diếp cá dạng viên uống. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại thuốc sản xuất từ rau diếp cá. Với những người không có thời gian hoặc khó chịu với mùi tanh tự nhiên thì rau có thể sử dụng những loại viên uống này. Tuy nhiên, cần lựa chọn diếp cá dạng viên có thương hiệu uy tín, đảm bảo chất lượng. Mặc dù hiện nay chưa có bằng chứng khoa học nào trả lời cho vấn đề ăn rau diếp cá hàng ngày có tốt không, nhưng nhìn chung, diếp cá là một loại rau thơm lành tính. Tác dụng của rau diếp cá có thể cải thiện nhiều vấn đề sức khỏe, nên cô bác có thể dùng rau diếp cá mỗi ngày nhưng với một lượng vừa phải. Trong trường hợp muốn dùng rau diếp cá hàng ngày để chữa bệnh thì cần tham khảo ý kiến của bác sĩ đông y, tránh những tác dụng phụ không mong muốn xảy ra. Bên cạnh đó, cô bác có thể tham khảo thêm 5 cách giải độc gan bằng rau diếp cá đơn giản, dễ thực hiện ngay tại nhà cho cả gia đình cùng thưởng thức trong mùa hè này nhé. Ăn sống trực tiếp. Đây là cách đơn giản nhất bởi rau không quá khó ăn. Ban đầu có vị nồng, hơi tanh, ăn vào lâu có vị ngọt. Chúng ta có thể ăn kèm với các món ăn thường ngày như là ăn kèm với rau luộc, thịt luộc, vịt quay, mì tôm, canh chua, ăn cuộn với bánh xèo khá ngon miệng. Rau thường sống ở những nơi ẩm thấp, vậy nên trước khi ăn cần ngâm rửa thật sạch cùng với muối, đảm bảo tránh bị nhiễm khuẩn, ký sinh trùng gây hại đến đường ruột. Ép nước rau diếp cá có tác dụng mát gan thải độc. Nhiều người không quen ăn sống rau diếp cá có thể chuẩn bị những dụng cụ cần thiết để biến tấu thành những món sinh tố vừa ngon vừa mát, tốt cho sức khỏe nhé. Nguyên liệu: rau diếp cá tươi xanh khoảng từ 200-250g, một ít muối, đường, đá xay nhỏ. Cách thực hiện: trước tiên, nhặt rau diếp cá và rửa với nước sạch.
Sau khi đã rửa sạch, sẽ tiếp tục ngâm khoảng nửa tiếng cùng với nước muối loãng cho sạch sẽ, hết bụi bặm. Sau đó vớt ra cho ráo nước. Cho rau diếp cá vào cối xay, đổ thêm 500ml nước vào và đậy nắp xay lại cho tới khi hỗn hợp nhuyễn ra. Có thể cho thêm đá xay, chút đường vào uống cho mát. Làm nước ép diếp cá khá đơn giản. Tuy nhiên, những cô bác bụng dạ yếu nên cẩn thận khi uống nhé. Nếu thấy đau bụng hay có dấu hiệu bất thường thì không nên lạm dụng. Nước ép diếp cá mướp đắng giải độc gan. Mướp đắng cũng là một loại quả quen thuộc được biết đến với tính thanh nhiệt, mát, dồi dào vitamin C tự nhiên. Chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp diếp cá với mướp đắng để có được một loại nước ép bổ dưỡng, ngọt, mát, dễ uống, lại giải độc tốt cho gan. Nguyên liệu: một quả mướp đắng, một nắm rau diếp cá, có thể thêm cam hoặc dứa cho vị ngon và dễ uống hơn. Cách thực hiện: đầu tiên, chọn rau diếp cá, mướp đắng tươi, ngon, ngâm rửa sạch cùng với nước muối loãng, vớt ra cho ráo nước. Mướp đắng bổ dọc, bỏ phần hột đi. Sau đó có thể tiến hành thái miếng nhỏ hơn để ép. Cam vắt lấy nước hoặc dứa thì cắt thành miếng mỏng. Tùy theo khẩu vị của từng người mà để dễ uống hơn, chúng ta có thể tăng lượng cam hay dứa lên. Sau đó cho mọi thứ vào máy xay ép xen kẽ. Cuối cùng lọc lấy nước để uống. Lưu ý nhỏ đối với những người bị bệnh về gan, thận, mẹ bầu nên hạn chế dùng loại quả này. Đối với nhóm người bị tiểu đường nên tăng lượng rau diếp cá, giảm lượng cam hoặc dứa đi. Tiếp theo là sinh tố hỗn hợp rau diếp cá mát gan. Đây cũng là món ngon được nhiều người ưa chuộng. Cách làm sinh tố rất đơn giản, chỉ cần bớt chút thời gian khoảng 15 đến 20 phút là cô bác đã có một cốc sinh tố xanh lành mạnh, bổ dưỡng. Có nhiều loại sinh tố hỗn hợp diếp cá hợp với khẩu vị của mọi người. Hỗn hợp rau diếp cá nước dừa, rau diếp cá dưa lê, dưa leo, rau diếp cá dưa chuột, cần tây. Cách thực hiện cũng rất đơn giản, tương tự như các loại sinh tố bên trên. Dưới đây là cách làm cốc sinh tố hỗn hợp rau diếp cá, dưa lê, dưa leo, cô bác cùng tham khảo. Nguyên liệu: rau diếp cá tươi xanh, dưa lê, dưa leo, cam, một ít muối cùng nước ấm. Cách thực hiện: rửa sạch nguyên liệu, vớt ra cho ráo nước. Lưu ý ngâm cùng với muối để loại bỏ bụi bẩn, thuốc trừ sâu. Dưa lê, dưa leo, loại bỏ ruột, cắt thành từng khúc nhỏ hoặc cắt lát mỏng. Sau đó cho lần lượt rau diếp cá và các lát dưa vào xay sinh tố, chắt lấy nước cốt. Rót nước cốt ra ly, đồng thời pha thêm nước cam hoặc một chút đường vào, khuấy đều lên rồi thưởng thức. Thưởng thức hỗn hợp diếp cá này sẽ ngon hơn khi uống lạnh. Nước ép rau diếp cá rau má. Rau má có tính mát, hơi đắng, cũng rất tốt trong việc giải độc thanh nhiệt. Hỗn hợp hai loại rau này mát, bổ, cũng dễ uống và được nhiều người làm sinh tố để uống với mục đích đào thải độc tố cho gan. Nguyên liệu: rau diếp cá, rau má, tươi xanh, rõ nguồn gốc, một chút muối để ngâm rửa cho sạch, một chút mật ong, ít nước cốt chanh. Cách thực hiện: rửa cho sạch rau để ráo nước, sau đó có thể thái hay cắt nhỏ ra cho xay dễ, cho vào máy xay nhuyễn ra, thêm một ít mật ong, nước cốt chanh hay viên đá nhỏ vào xay cùng để hỗn hợp thêm ngọt, rót nước ra cốc, cho thêm mật ong hay ít nước cốt chanh và khuấy đều lên rồi thưởng thức. Ngoài rau diếp cá, tại Việt Nam còn có rất nhiều loại rau tốt cho sức khỏe khác nữa, chẳng cần tốn tiền để mua. Cô bác có thể tìm ngay trong vườn nhà mình. Đặc biệt, có 4 loại rau mọc dại ở Việt Nam nhưng là thần dược tốt cho sức khỏe ở nước ngoài. Để biết được 4 loại rau này là gì, cô bác hãy cùng an tâm sống khỏe đi tìm hiểu nhé. Đầu tiên phải kể đến rau sam cô bác ạ. Dù được gọi là rau, nhưng ở Việt Nam, người ta chỉ coi cây sam như cây dại và chỉ dùng như một loại rau ăn lá rất hạn chế. Thậm chí ở nhiều nơi còn dùng làm thức ăn cho bò. Có lẽ sẽ ít ai biết rằng, ở nhiều nước trên thế giới, người ta đang săn lùng loại rau nhỏ bé này bởi những công dụng kỳ diệu đến không ngờ. Rau sam được xem là vị thuốc giải độc, ngăn ngừa chảy máu, giúp cầm máu nhanh, có thể làm giảm lượng đường trong máu, duy trì lượng đường trong máu liên tục. Người Trung Hoa xưa gọi rau sam là rau trường thọ. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ và Úc, trong rau sam có chứa nhiều axit béo omega 3 hơn là các loại rau ăn lá khác, có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch, tăng cường sức miễn dịch của cơ thể. Đây cũng là loại rau chứa nhiều vitamin cũng như các chất khoáng dinh dưỡng như magie, canxi, kali và sắt. Loại rau thứ hai phải kể đến là rau càng cua. Rau càng cua là loại rau mọc dại đang được nhiều bà nội trợ săn lùng. Đây không chỉ là món ăn ngon giàu dinh dưỡng mà còn là vị thuốc chữa được nhiều bệnh.
Theo đông y, rau càng cua có tác dụng bổ âm huyết, thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, là món ăn bài thuốc rất thích hợp chữa trị chứng nhiệt miệng, viêm họng, táo bón, đau nhức cơ khớp, tiểu đường. Đối với người bị bệnh tiểu đường, rau càng cua là thực phẩm không thể bỏ qua. Sử dụng càng cua đều đặn 3 lần mỗi tuần sẽ giúp người bệnh ổn định lượng đường huyết trong cơ thể. Rau càng cua chứa nhiều khoáng chất giúp tăng sinh tế bào máu, nhờ đó bổ sung lượng sắt cần thiết cho cơ thể. Khi kết hợp loại rau này với thực phẩm giàu sắt như thịt bò, món ăn này sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc điều trị thiếu sắt. Tiếp theo là rau tầm bóp. Tầm bóp vốn là cây rau dại mọc hoang, thường được các cụ ngày xưa hái về làm thực phẩm. Cây tầm bóp chứa nhiều chất đạm, chất béo, chất xơ, canxi, sắt, vitamin A, vitamin C. Bên cạnh đó, đây cũng là một loại thần dược nhờ có tính kháng khuẩn, chống ung thư, chống đông máu, chống bệnh bạch huyết, chống nấm và vi khuẩn, chống co, chống ung biếu, kháng siêu vi khuẩn, hạ huyết áp. Và cuối cùng là lá lốt. Dùng ăn sống hoặc làm gia vị nấu canh cá, chả cá, lươn, ếch, ba ba, ốc, hến, vừa tạo hương vị thơm ngon, vừa khử bớt khí hàn, khí thấp của thực phẩm, giảm bớt mùi tanh, giúp tiêu thực và chống dị ứng. Lá lốt gói các loại thịt như bò, heo, vịt, cua, cá, lươn, ốc để nướng, chiên, làm rau xào thịt bò, heo, cá, lòng gà, rất ngon miệng và bổ dưỡng. Cô bác thân mến, như vậy là qua những thông tin chia sẻ trong bài viết trên, hy vọng rằng cô bác đã có thêm nhiều kiến thức hữu ích để hiểu rõ thêm về rau diếp cá, cũng như cách sử dụng loại rau này sao cho có lợi nhất. Đồng thời biết thêm về tác dụng của 4 loại rau cũng được coi là thần dược mà Việt Nam chúng ta luôn sẵn có, tận dụng chúng để tăng cường sức khỏe cho cả gia đình. Nếu các bác có bất kỳ thắc mắc hay là chia sẻ hữu ích nào liên quan đến vấn đề sức khỏe cần được giải đáp, đừng ngại để lại thông tin xuống phần bình luận. Ban biên tập của chương trình sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn cô bác đã dành thời gian theo dõi chương trình. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cho chúng tôi nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.